Quang ơi, Quang ơi, Quang đi rồi, làm sao Quang về nữa? Úi giời ơi, một tin hạ giả cho bà con những người yêu sư Minh Tuệ và là kẻ thù của Ma Tăng Quang đây. Như vậy là chính thức chùa Phật Choang đóng cửa để chờ bổ nhiệm chủ trì mới. Như vậy là chúng ta hiểu số phận Quang như thế nào vậy nhá, cả nhà mình nhá. Chúng ta không ăn mừng trước cái khổ của họ, nhưng mà chúng ta hạ giả đúng không? Đó. Chúng thanh niên đâu rồi? Chúng thanh niên ơi. Coi sao nhá, thầy đi rồi kìa. Thầy đi rồi, chúng thanh niên ơi. Chúng thanh niên. Ồ. Kêu mãi không thấy ai trả lời. Tiến sĩ dỗm á, tiến sĩ giấy á thì coi chừng kêu mạng á. Mang cái bằng tiến sĩ đi là cứ khoe mình là tiến sĩ là chết à. Kể ra nhân quả thời nay đến cũng sớm đúng không mọi người? Biết đâu ngày này năm ngoái thầy lại đang chuẩn bị cầm tiền đi đặt Audi mới Rolex ý. Thế nhưng mà năm nay thầy lại đi quá xa rồi. Chỉ vì mỗi một câu nói là thằng ba trợn bốn trợn thôi. Đấy, mọi người thấy không? Nói chung là ở trên cái cuộc đời này, tà thì không bao giờ thắng nổi chính nhá. Mà đã gieo nhân ác thì không bao giờ gặt được quả ngọt đâu. Nhớ nhá chúng thanh niên. Tình hình hiện tại nguy hiểm quá các bạn ơi. Hiện tại giờ là coi như là con bỏ ăn, con ngáp ngáp rồi. Một anh á, thì xin bỏ chùa, trả chùa lại cho nhà nước quản lý. Ảnh đi mình không, ảnh về ảnh tu mình, ảnh mà đâu có được. Mấy anh áo xanh tặng cho ảnh cặp lắc inox. Rồi còn cái anh Củ Từ Lùng kia đó, Củ Từ Lùng thì làm đơn xin hoàng tục Tình Linh Giáo Hội Phật Giáo, nhưng mà đâu có được, đâu phải tạo nghiệp nhiều như vậy. Rồi bỏ đi mang tiền mang vàng đồ về đặng với mấy bà vợ qua mở quán cày bảy món đâu. Mấy anh áo xanh sẽ tặng tiếp đây. Mấy cái đoạn clip trước đó, tôi đăng đó, là có hết rồi, đang diễn ra rồi, các bạn thấy chưa? À, là mấy anh áo xanh sẽ vào cuộc. Rồi á, là cái Giáo Hội Phật Giáo thì nó sẽ tan rã. Tại vì mấy ảnh tu không đúng cách, mấy ảnh loan không à. Rồi tình hình á, là coi như là mấy ảnh tính là mấy ảnh bỏ trà của chạy lấy người, nhưng mà đâu có được. Tạo nghiệp rồi thì không thể nào mà chạy chối được hết á. Mình tạo mình phải hưởng. Cho nên á, bà con cộng đồng mạng mình á, đừng chửi người ta chi tội nghiệp, khẩu nghiệp mình. Mình chửi người ta là khẩu nghiệp mình đó. Kệ, để nhà nước người ta quản lý, cái quả người ta sẽ lãnh. Rồi thông báo cho một cái tin mừng á, là thầy Thích Tâm Phúc của chúng ta đã chịu ký đơn rồi đó các bạn. Ký đơn xin kháng án về tòa án phúc thẩm. Hồ sơ đã được chuyển về thành phố Hồ Chí Minh rồi đó các bạn. Là chuyến này là ok rồi đó. Đã có tìm được luật sư, nhưng mà người ta giấu tên, giấu danh tính, người ta không có tiết lộ cho các bạn đó. Bây giờ thì cũng đã bắt được hai người mà làm giấy tờ giả cho thầy rồi đó. Người ta khai là có một thế lực ở sau lưng, chỉ làm theo cái thế lực ở sau lưng nhằm hại thầy Phúc đưa vào tù thôi. Thì tới đây sẽ còn manh mối, là sẽ điều tra ra nhiều lắm. Cái bộ phim này còn hay lắm các bạn. Trùm cuối chưa lộ diện. Từ từ sẽ lộ diện thôi. Nhưng mà chúc mừng Củ Từ Lùng chắc cũng sau này cũng không được ấy đâu ha. Viết sĩ luật Thượng Tọa Thích Chân Quang ngay khi động chạm đến thầy Minh Tuệ với câu nói thằng ba trợn ôm cái lồi cơm điện đi lang thang, là ông ấy dính ngay cái hạn tam tai. Tam tai có nghĩa là ba vấn đề ông mất hết. Thứ nhất là mất hết bằng cấp. Thứ hai là mất hết chức danh trong Giáo hội Phật giáo. Thậm chí ông sẽ mất cả Angela Phương Trinh luôn. Đúng là thịnh suy thành bại theo thầy Minh Tuệ. Cơ đồ phút chốc bỗng về không. Thật ra Bộ Giáo dục và Đào tạo không cần công bố cái việc thu hồi bằng. Chúng tôi đã biết bằng cấp 3 của ông Thích Chân Quang là bằng giả. Và quy trình đào tạo của Đại học Luật hay đại học ngoại ngữ bằng cấp ấy là quy trình chuẩn, nhưng mà kiến thức của ông ấy là giả. Và bằng tiến sĩ luật về quy trình cũng là đúng,
là chuẩn, nhưng mà kiến thức của ông ấy là giả, chắc chắn. Nhân cái hạn tam tai của tiến sĩ luật Thích Trân Quang, đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ai muốn động đến thầy Minh Tuệ, đặc biệt là chị Hai Hừng Hực vừa rồi định quất thầy, nên lấy đây là bài học. Tôi không hiểu Thích Trân Quang nó thuộc cái hệ tu gì, tu thì không chịu tu, thích phong mảnh, màu mè, háo danh, đi sưu tầm các loại bằng cấp, rồi lên mạng giao giảng mê tín dị đoan, mê muội bá tánh, để chủ yếu được kêu gọi cúng dường. Mà tôi còn lo không biết tu hú này đã kịp đẻ giống nòi để lại cho thế hệ sau chưa. Nếu kịp rồi thì đúng là bá tánh sau này gặp đại họa, nhân dân gặp cảnh lầm than. Mà nói thật, xác định các loại bằng giả thì còn dễ, nhưng mà xác định cái loại cỏ bi ly rồi là xá lợi tóc thì cực kỳ khó luôn. Nếu hôm tới mà trường Đại học Luật tổ chức lễ thu hồi bằng cấp của ông Vương Tấn Việt, tiến sĩ luật Thích Trân Quang ấy, thì cần làm một buổi thật hoành tráng. Lúc đó là yêu cầu ông Vương Tấn Việt phải quy lạy các thầy cô giáo trong trường, chứ không có cảnh như ngày trước nữa. Đạo đức là nhân, mà tài năng là quả. Cái người có đạo đức rồi từ từ sẽ có tài năng. Còn người có tài năng rồi mà đánh mất đạo đức thì cái tài năng đó cũng sẽ tan vỡ. Đó là cái nhân quả là như vậy. Cho nên khi ta đến học đạo thì ta chủ yếu học về đạo đức, rồi tài năng cũng sẽ có. Tuy nhiên trong cái phương pháp học đạo của ta, nó cũng đã ẩn chứa những gì? Cái cách khai mở tài năng ra. Sư phụ có viết một bài trên Facebook, cái bài là Một Dân Tộc Thông Minh. Thì một dân tộc thông minh nó có bốn cái yếu tố để tạo nên một cái con người thông minh. Mà nếu bố mẹ dạy con được như vậy thì con cái sẽ thông minh. Trường học mà dạy được như vậy thì học sinh, sinh viên sẽ thông minh. Mọi nơi ta học được như vậy thì tất cả chúng ta sẽ thông minh. Và trong chùa ta cũng vậy, bốn điều đó. Thì trong đó nó có lý do, lý luận nhiều lắm, nhưng trong đó có bốn cái điều để khơi mở cái tài năng, cái thông minh của con người. Ba điều ban đầu là sự chuẩn bị, còn cái chìa khóa nằm ở cái điều cuối cùng. Là mỗi khi ta làm xong một cái việc gì thì ta phải khởi cái ý nghĩ này lên, ta phải tác ý nghĩ này lên: việc này ta vẫn còn có thể làm tốt hơn nữa, kỹ hơn nữa, chu đáo hơn nữa, chứ không phải chỉ chừng này. Đó, cái khác nhau giữa người thông minh và người không thông minh là cái chỗ cái ý nghĩ này. Cái người không thông minh làm xong việc gì rồi mừng vui tự hào, cho phép mình nghỉ ngơi. Còn cái người thông minh làm xong cái việc gì thì khởi lên một ý nghĩ: thực sự việc này ta vẫn còn có thể làm hay hơn nữa. Bây giờ mà mang ông Thích Trân Quang và thằng Lê Anh Tú, còn gọi là thằng Minh Tuệ, bỏ lên bàn cân, tôi sẽ chọn ông Thích Trân Quang. Mi chọn ai đó là quyền của mi, bởi vì cái bản chất con người mày là cái thằng bưng bô nịnh bờ ba phải. Mày đâu có nhận định được cái điều gì đúng điều sai, mày không biết được những cái điều thiêng liêng của người ta. Thằng Thích Trân Quang mày nói nó là một bậc chân tu, tao đồng ý, tại vì chân nó bây giờ đi không được nữa là nó tu, nó ngồi tại chỗ, nhưng mà tâm nó không tu. Trước đây á, mày bảo vệ thầy Minh Tuệ, nhưng mà sau này vì bảo vệ cái con cùng cùng đó mà mày quay lại mày ủng hộ thằng Thích Trân Quang, cái thằng lấn chiếm đất rừng, cái thằng xài bằng giả đó, cái thằng lừa bịp bá tánh đó mà mày nói nó là chân tu, mày quay lại mày nói xấu thầy Minh Tuệ là hiểu cái hạng người ba phải của mày rồi. Bưng bô biết không thấy mỏ tay à. Đối với mày tao không thèm nói nhiều, nhưng mà vì cái việc mày ủng hộ con cùng cùng đó mà đi nói xấu thầy Minh Tuệ rồi đây, mày sẽ hối hận về những gì mày làm. Tụi mày mới chính là phản động. Tại sao tụi mày không có dựa theo cái kết quả của cơ quan chức năng của pháp luật, mà tụi mày toàn là binh vực những kẻ xấu, những việc làm sai trái chống lại chính quyền. Đối với thầy Minh Tuệ chưa có cơ quan chức năng nào nói là thầy sai gì hết, và người dân cũng chưa thấy ông nói điều gì sai, ông làm gì sai. Toàn là tụi mày nghĩ ra, tụi mày dựng lên, tụi mày nói xấu, mày bôi nhọ họ, tự vì tụi mày động tới cái lợi ích nhóm của tụi mày. Còn ở đây cái việc người ta sai răng, dựa theo kết quả của pháp luật, tụi mày sống ngồi bằng pháp luật à, không tôn trọng pháp luật à, hay là muốn chống đối? Sự bưng bô ủng hộ tung hô của mày rồi đây mày sẽ hối hận. Bằng cấp 3 của ông Vương Tấn Việt ấy, mình cho rằng là không chỉ dừng lại ở cái việc
là vô hiệu các cái văn bằng chứng chỉ và tiến hành thủ tục thu hồi đâu. Mình nghĩ rằng là cái câu chuyện này nó còn phức tạp hơn rất nhiều, rất nhiều cái vấn đề cần giải quyết. Bởi vì theo thông tin của Bộ Giáo dục cũng như là của một số tờ báo ấy, thì có đưa tin là bằng bổ túc cấp 3 của ông Vương Tấn Việt, tức là ông Thích Trân Quang, là không hợp pháp. Theo phân tích của anh Vũ Thế Dũng ấy, thì cái việc mà dùng từ là không hợp pháp thì nó không sai, nhưng mà nó chưa chính xác. Bởi vì theo quy định ấy, thì cái văn bằng chứng chỉ không hợp pháp nó xảy ra một trong ba các cái trường hợp sau. Trường hợp đầu tiên ấy, là làm giả, tức là văn bằng chứng chỉ giả. Trường hợp thứ hai ấy, đó là chỉnh sửa nội dung mà không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Và trường hợp thứ ba đó là các văn bằng chứng chỉ cấp cho người không đủ tiêu chuẩn. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy là rõ ràng là cái bằng bổ túc cấp 3 của ông Vương Tấn Việt ấy, của ông Thích Trân Quang là bằng giả rồi. Đấy. Thế còn những cái bằng cấp sau này, ví dụ như là cử nhân ngoại ngữ, cử nhân luật rồi là tiến sĩ luật, thì nó là cái gọi là bằng cấp không hợp pháp thì chuẩn thì đúng luôn. Bởi vì là những cái văn bằng đó, các cái bằng cấp đó được cấp cho ông Vương Tấn Việt, người mà không đủ điều kiện theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật. Thì dùng cái từ là không hợp pháp thì nó chính xác. Nhưng cái bằng bổ túc cấp 3 của ông ấy là phải dùng cái từ là bằng giả. Đấy. Thế nên ở đây thì có các cái vấn đề cần phải đặt ra. Vấn đề thứ nhất đó là vậy thì ông Vương Tấn Việt làm bằng giả hay là mua bằng giả? Nếu hành vi như thế nào thì cái tội của ông ấy sẽ tương ứng như vậy. Nếu mà là làm bằng giả thì ông ấy sẽ vướng vào cái tội, đó là tội làm bằng giả, giả mạo con dấu chữ ký, đúng không? Làm giả mạo giấy tờ. Còn nếu trong trường hợp mà ông ấy mua bằng giả thì ông sẽ phạm cái tội là sử dụng bằng giả, sử dụng tài liệu giấy tờ giả. Đó. Và câu chuyện đặt ra là vậy thì ông mua là mua ở đâu, mua của ai? Cần phải làm rõ trách nhiệm và phải điều tra cái vụ việc này. Và câu hỏi thứ hai đó là cái nơi đầu tiên mà ông sử dụng cái bằng cấp 3 giả đó để sau này ông lấy các cái văn bằng chứng chỉ cao hơn, đó chính là trường Đại học Ngoại ngữ ngày trước, còn bây giờ là trường Đại học Hà Nội ấy. Vậy thì trách nhiệm của trường Đại học Hà Nội đến đâu, ai là người chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm như thế nào, cần phải điều tra làm rõ. Và cái vấn đề thứ ba chốt lại đó là vậy thì cái bằng bổ túc văn hóa cấp 3 của ông Vương Tấn Việt ấy, là bằng giả hay là bằng không hợp pháp? Bởi vì nếu là bằng giả thì sẽ vi phạm tội hình sự, truy tố trách nhiệm hình sự. Còn nếu mà bằng không hợp pháp thì rất có thể sẽ chỉ bị xử lý hành chính thôi, theo luật hành chính thôi, vì văn bằng chứng chỉ bị vô hiệu và bị thu hồi các văn bằng chứng chỉ. Tất nhiên là có những người hỏi là liệu có cái tình huống xảy ra là bằng bổ túc cấp 3 của ông ấy là bằng thật nhưng mà không có hồ sơ gốc không? Thì mình theo cá nhân của mình, theo quan điểm cá nhân của mình cho rằng là cái tình huống này rất khó xảy ra. Bởi vì để mà có được cái bằng thật thì cần phải xét duyệt và làm theo đúng thủ tục, theo đúng quy trình, và chắc chắn là nó có hồ sơ lưu. Chứ trường hợp này không có hồ sơ lưu thì có nghĩa là bằng giả rồi. Chỉ có điều là ông ấy tự làm bằng giả hay là ông mua thôi, mua của ai thôi. Đó. Và cái hành vi này, cái trường hợp này của ông Thích Trân Quang rất cần thiết phải xử lý triệt để, làm đến nơi đến chốn. Bởi vì nó rất là nguy hiểm cho xã hội. Nó nguy hiểm ở mấy vấn đề như này. Một ấy, là cái người mà không có bằng cấp 3 nhưng mà lại dễ dàng có thể lấy được các cái văn bằng chứng chỉ cao hơn, là cử nhân, thậm chí là tiến sĩ, đúng không ạ? Như vậy thì người dân rất có thể là sẽ nhìn nhận và đánh đồng là các cái bằng văn bằng bây giờ của các lãnh đạo, của các giáo sư, tiến sĩ cũng chắc là cũng bị đánh đồng giống như là ông Thích Trân Quang thôi. Ai mà biết được là bằng thật hay bằng giả, ai mà biết là bằng như nào, đúng không ạ? Nên hai ấy, là nó ảnh hưởng rất là nguy hiểm đến cái nền giáo dục của chúng ta, đặc biệt là ảnh hưởng đến lớp trẻ. Lớp trẻ sẽ có cái tư duy và suy nghĩ rằng là không cần phải học quá giỏi, không cần phải chịu khó học làm cái gì cả, cày ngày cày đêm làm gì cả, thì cần sau này có nhiều tiền thì sẽ có bằng. Thì đó là một cái mà là thất bại của nền giáo dục chúng ta. Và rất mong cơ quan chức năng sẽ phải vào cuộc làm việc rõ ràng, quy trách nhiệm của từng đối tượng một, từng bộ phận một để làm cho ra nhẽ. Từ đây cây kiếm này trở thành cây kiếm lệnh của Phật Quang Quyền. Người nào là trưởng môn của Phật Quang Quyền sẽ giữ cái kiếm lệnh này, và tất cả những môn sinh của Phật Quang Quyền đã nhìn cái kiếm lệnh này mà vâng lời.